Xin chào các bạn đã quay trở lại với chương trình Gói chọn thiên nhiên vào mâm cơm Việt với nồi đa năng Amway Queen. Mâm ngũ quả là thứ không thể thiếu trong ngày Tết của người Việt. Tùy theo vùng miền thì sẽ chọn ra những cái loại quả yêu thích phù hợp với mâm ngũ quả. Chuối xanh là một thứ không thể thiếu trong mâm cơm ngũ quả của người miền Bắc. Chuối xanh có màu xanh của sự sinh sôi, hy vọng, giống như lòng bàn tay, biểu hiện của sự hòa hợp, sum vầy, gắn kết. Đối với một cái buồng mà chuối xanh rất là lớn vào những ngày cuối năm gần Tết thì được chọn lựa rất là kỹ càng để gìn giữ những cái nải chuối to, ngon, đều. Còn những cái quả rất là nhỏ, bé hoặc là ở cuối buồng thì các bạn đã biết làm gì với những quả chuối đó chưa? Thì các bạn có thể tham khảo công thức chuối kho chay xong mâm cơm đón xuân về cùng hẻ anh nhé! Xuân về kho nải chuối xanh không chỉ là một món ăn ngon mà còn thể hiện sự gắn kết của con người với thiên nhiên. Mỗi miếng chuối, mỗi miếng dưa không chỉ thể hiện tình yêu thương của người phụ nữ Việt mà còn thể hiện sự khéo léo trong cái phối hợp gia vị thuận mùa, thực phẩm phù hợp với gia vị, với cỏ cây, với đất trời. Và qua mỗi bữa ăn, ta lại càng hiểu hơn về ý nghĩa của sự sum họp bên nhau. Đặc biệt trong những ngày xuân, ăn uống thuận tự nhiên được thể hiện vô cùng rõ nét trong sự hòa nhịp giữa thực phẩm, gia vị, cỏ cây và đất trời. Và đây là tất cả những nguyên liệu mà Hải Anh chuẩn bị cho món ăn hôm nay cho khoảng 4 người ăn. Đầu tiên chúng ta sẽ đi sơ chế chuối. Với chuối xanh thì chúng ta có thể để kho cả vỏ như thế này, hoặc là chúng ta có thể tước vỏ ra và ngâm một chút nước chanh với cả muối để cho cái chuối nó không thâm. Đây là cái phần chuối mà Hải Anh đã sơ chế sơ một chút rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi kho nải chuối xanh. Mình sẽ cho dầu vào nồi, sẽ cho hành vào, đảo nhẹ cho hành xém hơi một chút thơm, mùi thơm. Rồi chúng mình sẽ cho giềng xả vào. Mình dừng đảo một chút để cho giềng xả hành nó tiết ra cái mùi thơm nhẹ. Khi mà giềng xả hành đã thơm xém như thế này thì mình sẽ cho dưa vào. Mình đảo cho cái dưa nó có thấm hết cái dầu ở trong, xong rồi tới chuối. Trong cái lúc mà chờ chuối thơm thì mình sẽ đi pha nước sốt. Bạn có thể cho mắm và đường giống như công thức, hoặc là bạn có thể dùng cái sốt rim gốc để pha trực tiếp vào cái nước kho này. Nước màu, tiêu. Và mình sẽ cho sốt vào chuối. Sau khi đã cho cái sốt vào để kho chuối như thế này thì chúng ta sẽ nhìn thấy, quan sát cái mực nước nó sẽ xăm xắp với cả chuối như thế này. Thì mình sẽ tiếp tục với một cái chức năng vô cùng quen thuộc của Amway Queen, đó là nấu nhiều món trong cùng một thời gian. Và đây, với 20 phút để kho chuối này mà mình sẽ kiểm tra thì nó cũng là vừa đủ cái thời gian để chín cái nấm hấp này. Và thế là mình đậy vung lại. Để có một mâm cơm đạt nguyên tắc 3 cân, cân bằng nhóm chất, cân bằng sắc màu và cân bằng ngũ vị thì Hải Anh đã chuẩn bị thêm những cái món ăn cùng với cả mâm cơm ở đây, như là đậu sốt cà chua và cải xanh cuốn. Thêm một món thứ ba cùng với kho chuối xanh, đó là món nấm hấp. Và bây giờ thì nấm cũng đã chín rồi, Hải Anh sẽ bỏ nấm ra. Thơm lừng cả nhà lên. Mùi chuối kho ở dưới thì không bị lẫn vào mùi nấm hấp ở bên trên. Rất là ngon, mỗi một món đều có những cái vị khác nhau. Bây giờ thì mình sẽ cùng đi kiểm tra cái vị của chuối xanh kho. Chuối xanh đã vừa chín tới bở, đủ ngấm và còn lại một chút sốt kho. Nếu như bạn muốn ăn còn một chút sốt kho thì bạn sẽ dừng ở cái trạng thái như thế này. Còn nếu như bạn muốn ăn ít sốt hơn, cái miếng chuối săn hơn thì mình sẽ kho cho thật là cạn sốt, thì lúc đó cái miếng chuối nó sẽ săn, dẻo và đậm đà. Đây là tất cả những món ăn trong mâm cơm đón xuân về của Hải Anh hôm nay. Nếu bạn đang tìm kiếm một món ăn thuận tự nhiên và thơm ngon trong mùa xuân thì đây sẽ là lựa chọn số 1.
chúc các bạn thành công với món chuối xanh kho này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở số tiếp theo.